Rồi, hello chị nhà mình nha. Chúng chị có một ngày mới có lành và thật là nhiều sức khỏe nha. Em Lộc đây. Đấy, thì hôm nay sẽ cập nhật cho anh chị nhà mình cùng xem mỗi dòng xe mà chỉ hơn 100 một xíu thôi anh chị nha. Một còn là số cơ động nữa. Nhỏ gọn này, tiện lợi đi cũng rất là tiết kiệm xăng luôn. Ở che nắng che mưa đưa đón một cái đi học thì quá là hợp lý. Ở mà chiếc này anh chị mua về sử dụng khoảng vài năm xong rồi mình bán lại cho em cũng được. Xong rồi mình lên đời sau một chiếc khác rồi quá là ok nha. Đấy, thì bây giờ anh chị mình cùng xem đây là chiếc xe gì ha. Thì đây là một chiếc xe bắt đời 2008 số cơ động anh chị nha. Đấy, anh chị nào đang kiếm xe về mà đi gia đình tập lái chở con cái đi học thì tham khảo qua chiếc này của em nha. Đấy, thì hôm trước có đăng cho anh chị nhà mình cùng xem một chiếc xe bắt số sàn đời 2011. Đấy, thì hôm nay lên cho anh chị nhà mình cùng xem một chiếc số cơ động luôn. Thì bởi vì cái lúc mà em đăng chiếc số sàn lên á thì có chị vào chị hỏi là em có chiếc nào mà cũng giá cỡ đó mà số cơ động không, thì em cũng bảo là có anh chị nha. Đấy, chiếc này nè. Chiếc này tuy là đời nó thấp hơn một xíu thôi nhưng mà được cái là nó là số cơ động, giá thì cũng khá là hợp lý. Trước đang để là 135 nhưng mà hôm nay nói chung là bán cũng được, tháng này bán cũng được khá nhiều xe, với lại là cũng mới dời bãi qua bãi mới, coi như là gọi là ăn mừng khai trương. Em giảm cho anh chị 10 triệu chiếc này là còn 125 triệu bao đút hồ sơ cho anh chị nhà mình luôn nha. Đó, con này thì còn rất là đẹp. Nói chung là gầm bệ của nó là không có bị mục mọt gì hết. Quay cho anh chị mình cùng xem nha. Đấy, cho anh chị xem. Đó, nói chung là cũng còn rất là sáng, nó không có bị mục mọt gì anh chị. Đó, tuy đây là một chiếc xe gọi là biển 72, biển Tàu Vũng Tàu. Đấy, nhưng mà em thấy là con này thì không có bị hen bỉ gì. Nói chung là chắc chắn là vẫn có chỗ vẫn bị mục mọt ở đâu đó, nhưng mà nó không có phải là cái nỗi là bệ. Đó, nói chung là bị ở ngay mấy cái đoạn giống như là ngay cái chỗ cái dè xe này, mấy cái là cái gầm mà cái bệ nên ở bên dưới này thôi chị nhé. Đấy, còn lại là cái phần gọi là sassy, cái chỗ quan trọng của xe á, thì nó vẫn còn y nguyên nha. Đó, nó vẫn còn rất là sáng và đẹp, nó không có bị lỗi vấn đề gì hết. Con này thì cái đèn của nó đời 2008 giờ mà em thấy nói chung là nó cũng hơi bị ố vàng xíu rồi. Cái này là trước là đã đi đánh bát lại một lần rồi, nhưng mà cái này được thì em hỗ trợ anh chị lên đánh bát thêm. Còn nói chung là mình để về đi cũng được, cũng không có vấn đề gì. Đời cũng thấp, với lại cái cầm kiểu như này thì cũng không cần phải làm gì nhiều anh chị ha. Đó, con này thì bốn lốp của nó thì em thấy là cũng còn rất là sâu cho anh chị xem. Đó, còn nó dày dặn, cái này cũng phải 85%. Mâm của nó là nói chung mâm của nó là mâm 13 inch. Nói chung là những cái dòng xe nó nhỏ gọn như thế này thì bên nó em thấy là cũng khá là đầm, nó cũng không phải là quá dòng dày gì hết anh chị nha. Một cái bên trong xe chị xem này, con này thì nó vẫn còn giữ được một cái lớp ghế nỉ zin sau xe của nó anh chị nha. Cái này là ghế nỉ. Nói chung là đã có hao mòn cũng khá là nhiều, có một số chỗ là em thấy nó bắt đầu nó bị tư rồi này. Cái này được thì em hỗ trợ thêm làm hoặc là cái da mới cho mình. Chiếc này thì nó có cái màn hình giải trí rồi anh chị, nó thiếu cái cam da với anh chị thôi, lên em hỗ trợ luôn. Đó, mà trần cũng bọc ni lông lại mới cho mình rồi này. Đó, Spark 208 số cơ động em đang để thì chỉ có 125 bao đúng hồ sơ nha. Hàng ghế phía sau thì xem này, nó cũng khá là rộng rãi. Cái này mình đi gia đình khoảng 4 người cũng thấy là cũng không có gì rồi chật chội. Đấy, với những xe nó nhỏ gọn như này mình đi phố đi chơi ok. Để mở cái cốp cho anh chị mình cùng xem thử. Con này thì cái cốp thì nói chung là cũng không có sạc bao nhiêu hết, nhưng mà để đồ mà vẫn được, vẫn thoải mái anh chị nhé. À, cái này là mở bằng chìa anh chị, cái này là mở bằng chìa khóa nha, không phải là nút. Cái này mở bằng chìa. Đấy, anh chị xem nha. Đó, cái cốp của nó em thấy là cũng rất là rộng nha, không có quá là chật, mình để đồ cũng thoải mái. Lốp sơ cua là còn đầy đủ anh chị. Lốp sơ cua là còn đầy đủ hết nha. Con này thì mấy cái cảm biến cũng như là cảm ứng màn hình âm thanh cũng như là điều hòa còn hoạt động rất bình thường. Đó, lên sẵn được cái màn hình đó, cũng đỡ rồi. Lên cam da anh chị nữa là đủ nguyên bộ, nó combo ngon lành luôn á. Điều hòa nói chung là đối với những cái dòng xe như thế này thì
đó, mình che nắng che mưa này, nó điều hòa khổ sao tà đi, không có nóng bức hay là gì hết, mình vẫn đi nó vẫn tốt, vẫn ngon hơn là một chiếc SH đúng không chị? Đó, với cái cầm kề này thì mình chỉ mua được một, mình mua được chiếc SH thì thay chiếc em thấy nó cũng hợp lý hơn. Đấy, chiếc này anh chị mua về đưa đón con cái gì học, đó, đi chơi dọn phố gì đấy, sau mình lên đời sau cũng được. Coi như là chiếc này chị mua về tập cho khùng khục, lái xe cho nó ok cũng được. Đó, chứ bây giờ mà cho như là bây giờ anh chị mà mới học bằng lái xong mà cây lái còn yếu mà mua luôn xe mà khoảng mấy kỷ về xong rồi chạy nó qua quẹt một cái là nó thật. Nói chung là qua quẹt ví dụ đụng nhẹ cửa một cái là bằng cái giá tiền mua xe này rồi. Nói trên đây rồi, anh chị nào mà thay lái yếu thì em nói thật là mình nên mua những con xe nó xíu nhưng mà bằng lái nó ok, nó phải tầm nửa tháng nửa năm hay là năm ok rồi mình quay đầu xong rồi kiếm xe xịn xe đi với lại nữa bị qua quẹt khối chi phí của mình thấy nó hợp lý hơn. À, ngoài ra cái phần xe con này là máy 1.8, con này chưa đến 1.0, 1.8 thì nói chung là về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu thì không thể tăng khá được, nó rất là ít. Nó con này chủ yếu là những dòng xe như này trước thì nó chủ yếu là những em mình tập lái hay gì đấy thôi, trên nắng trên mưa đi là ok rồi. Máy xe này ở còn rất là đẹp, nói chung là không có bị mục mòn hay là bị xét gì hết nha. Đó, máy chạy êm, không có lỗi, không có vấn đề, chạy hoạt động cũng rất là bình thường nha. Và đối với những chiếc xe tuy là cái giá trị nó thấp như thế này nhưng mà bên em sẽ có hỗ trợ cho chị nhà mình làm như là lên những cái cho chiếc xe nó ok, nó ngon lành hơn, cũng như là bảo hành khi mà ra xe cho chị nhà mình là 3 tháng là máy số không đổi hơn. Đấy, chị nào đang kiếm một con xe nó nhỏ gọn này, tiện lợi đi, nó tiết kiệm xăng với lại che nắng che mưa thì mình tham khảo một chiếc này nha. Chiếc này là sẽ bắt đời 2008 số đầu, và em cũng đang còn một chiếc đời 2011 số sàn nữa. Anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay với em nhé. Địa chỉ của em là 507 quốc lộ 1A Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Sài Gòn anh chị, hoặc là gọi qua số điện thoại của em là 0396 829 895 anh chị nhé. Đó, lên xem xe được mà em bớt lọc lá mạnh cho anh chị nhà mình luôn, nó xe nhỏ gọn tiện lợi đi cực kỳ là kích.